Thống đốc Texas yêu cầu Biden xây bức tường biên giới Trump. Thống đốc Texas, ông Greg Abbott, kêu gọi Tổng thống Joe Biden khôi phục các chiến lược nhập cư của Trump vào thứ Tư ngày 29 tháng 6, sau khi 51 người di cư chết vì mắc kẹt trong một chiếc xe tải. Theo Reuters, những người di cư đã qua đời gồm 39 nam và 12 nữ, hầu hết là công dân Mexico, được phát hiện vào ngày thứ Hai 27 tháng 6 tại một khu công nghiệp ở ngoại ô San Antonio, Texas, cách Mỹ khoảng 250 km về phía bắc biên giới Mexico. Vụ việc đánh dấu thiệt hại nhân mạng lớn nhất được ghi nhận từ một âm mưu buôn người ở Mỹ. Ông Biden tuyên bố sẽ truy quét các doanh nghiệp buôn lậu tội phạm trị giá hàng tỷ đô la, giúp thúc đẩy số lượng người di cư vượt biên kỷ lục tại biên giới Mỹ-Mexico kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Một đảng viên Dân Chủ khác cam kết sẽ đảo ngược một số chính sách nhập cư cứng rắn của người tiền nhiệm đảng Cộng Hòa là Donald Trump. Các nước Bắc Âu